Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Saigon TV cho ngày thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023. Và ngay sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Một triệu người sẽ chạy khỏi Sudan vì chiến tranh. Nguồn tin của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cảnh cáo rằng cuộc xung đột vũ trang tại Sudan có thể khiến cho hơn một triệu người phải chạy trốn khỏi biên giới quốc gia và rất có thể con số này sẽ còn tăng thêm nữa. Cho tới nay, cuộc giao tranh giữa các phe nhóm trong các lực lượng vũ trang khởi đầu từ hồi giữa tháng 4 đến nay, đã làm hơn 600.000 dân chạy qua lánh nạn tại quốc gia láng giềng, như là Ai Cập, Chad, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Ông Rolf Merzl, phụ tá cao ủy Liên Hiệp Quốc nói rằng, rủi thay, cứ nhìn vào xu hướng hiện nay rồi nhìn vào tình hình ở Darfur. Chúng tôi cho rằng là con số đó sẽ lên tới 1 triệu người. Kể từ khi khởi sự diễn ra và đầu các cuộc xung đột vì lý do chủng tộc và hồi những năm đầu thập niên 2000 tới nay, thì 300.000 người đã thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng đã có hơn 2 triệu rưỡi người bên trong của Sudan đã phải rời bỏ quê quán đi chạy loạn. Theo lời của những nhân chứng, đợt bạo động gần đây nhất tại Darfur đã xảy ra khi dân quân thuộc các bộ lạc Ả Rập cùng với lực lượng Rapid Support Forces đang giao tranh để giành quyền lực với quân đội chính phủ tại thủ đô Khartoum của Sudan. Đối mặt với án tù vì khắc tên người yêu lên đấu trường La Mã, giới chức Ý đang truy tìm người đàn ông khắc tên mình và vị hôn thê lên đấu trường La Mã. Hành động này có thể bị phạt tù 5 năm. Bộ trưởng Văn hóa Ý Gennaro San Giuliano vừa đăng video trên Twitter cho thấy một người đàn ông đang khắc vào bức tường tại đấu trường La Mã ở thủ đô Rome vào hôm cuối tuần. Tôi cho rằng hành vi khắc tên vị hôn thê tại đấu trường La Mã, một trong những danh thắng nổi tiếng nhất thế giới, là rất nghiêm trọng. Tôi hy vọng bất cứ ai đã làm việc này sẽ bị xử phạt theo pháp luật, Bộ trưởng Văn hóa Ý cho hay. Truyền thông Ý cho biết năm du khách dùng chìa khóa để khắc dòng chữ Even and Hayley 23. Theo luật pháp Ý, người thực hiện hành vi này có thể phải đối mặt với án tù 5 năm và khoản tiền phạt hơn 16.000 Mỹ Kim nếu bị bắt và bị kết án. Đây không phải là những du khách đầu tiên có hành vi xấu ở đấu trường La Mã. Năm 2014, một du khách Nga từng bị phạt 22.600 Mỹ Kim vì khắc chữ K lên bức tường ở đấu trường Năm 2019, thị trưởng Rome khi đó là Virginia Raggi đã viết thư cho các đại sứ nước ngoài ở Ý, kêu gọi họ khuyến khích công dân cư xử lịch sự sau vụ một sinh viên Đức khắc tên lên bức tường 2.000 năm tuổi. Đăng Mạch tính loại biên tiêm kích F-16 Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch thông báo nước này có thể loại biên phi đội tiêm kích F-16 sớm hơn kế hoạch 2 năm. Theo ông Poulsen, Đan Mạch có thể loại biên tiêm kích F-16 vào năm 2025. Truyền thông của Đan Mạch cho biết, một tài liệu trình lên quốc hội của nước này trước đó cho biết phi đội F-16 của họ dự kiến hoạt động tới năm 2027. Đan Mạch cùng với Hòa Lan vào hồi tháng 5 thông báo sẽ tiên phong trong xây dựng kế hoạch đào tạo phi công Ukraine vận hành tiêm kích F-16. Giới chức của Đan Mạch đang hoàn tất khâu chuẩn bị và kỳ vọng chương trình huấn luyện sẽ bắt đầu trước mùa thu. Chúng tôi cũng phải xem xét có tặng tiêm kích F-16 của Đan Mạch cho Ukraine hay không và số lượng là bao nhiêu, ông Poulsen nói. Tuy nhiên, thì số tiêm kích F-16 này sẽ ở lại Đan Mạch tới năm 2024. Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970 được Hoa Kỳ và các đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F16 có giá khoảng 30 cho đến 35 triệu Mỹ kim tùy biến thể nhưng khách hàng có thể trả nhiều hoặc là ít hơn dựa vào số lượng đặt mua, điều kiện kinh tế chính trị và các yếu tố khác. Belarus cáo buộc phương Tây âm mưu kích động đảo chánh. Konstantin Bijak, phó giám đốc cơ quan điều tra của Ủy ban an ninh nhà nước Belarus KGB cho biết cơ quan này đã xác định được danh tính của người âm mưu thực hiện tấn công để giành chính quyền cùng những sĩ quan tình báo phương Tây đào tạo ra họ. Ông Baychek cáo buộc phương Tây đang đào tạo các chiến binh ở Ba Lan, các nước Baltic và Ukraine nhằm sử dụng vũ lực lật đổ chính quyền Belarus. Ông nói thêm những chiến binh này sau khi huấn luyện sẽ được đưa tới thử nghiệm ở chiến trường miền đông Ukraine, sau đó họ quay lại trở thành người đào tạo người khác, chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố và lên âm mưu xâm chiếm lãnh thổ Belarus ông Bajak cho biết nhưng chưa đưa ra bằng chứng cụ thể. Các nước Ba Lan, Ukraine và các vùng Baltic cũng chưa bình luận về phát ngôn này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào hồi tháng 3 cũng cáo buộc phương Tây âm mưu xâm chiếm và việc Nga bố trí vũ khí nguyên tử chiến thuật sẽ giúp bảo vệ nước này khỏi các mối đe dọa. Belarus có đường biên giới với ba thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia. Nga và Belarus có mối quan hệ quân sự thân thiết và Minsk đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để đưa quân vào Ukraine. Thủ tướng Nga kêu gọi đoàn kết ủng hộ ông Putin sau vụ Wagner. Thông điệp này được Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin nêu ra trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp vào ngày 27 tháng 6. Trong cuộc họp, ông Mishutin không đề cập đến cuộc nổi loạn vừa qua của Wagner. Tuy nhiên, thì nhà lãnh đạo Nga thừa nhận là đất nước đã đối mặt một thách thức nỗ lực gây bất ổn. Ông cũng khen ngợi các phó thủ tướng và những thành viên khác trong chính phủ Nga. Ông Mishutin cũng nêu ra nhiệm vụ phải bảo đảm chủ quyền và độc lập của đất nước, sự an toàn và hạnh phúc của công dân. Để làm được điều đó, điều đặc biệt quan trọng là củng cố toàn xã hội, cần phải hành động cùng nhau như là một nhóm và duy trì sự thống nhất của tất cả các lực lượng, phải tập hợp xung quanh tổng thống Putin đưa ra các quyết định chung đã được xác minh để giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ do nguyên thủ quốc gia đặt ra. Trong diễn biến khác liên quan, ngoại trưởng của Nga Sergei Lavrov đã nhắc đến cuộc nổi loạn của Wagner khi trả lời phỏng vấn đài Russia Today. Ông cho biết đại sứ của Hoa Kỳ tại Nga, là viên M. Tracy, đã liên lạc với ông để truyền thông điệp về vụ việc. Những thông điệp này không có gì là mật cả. Chúng chủ yếu nói về việc Hoa Kỳ không liên quan, rằng Hoa Kỳ hy vọng kho vũ khí nguyên tử của Nga vẫn ổn và các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ không bị liên lụy, ông Lavrov đã tiết lộ như trên. Nhà ngoại giao của Nga cũng ngầm tuyên bố là Moscow không tin lời Hoa Kỳ. Ông khẳng định tình báo của Nga đang điều tra liệu tình báo của phương Tây có nhúng tay vào chuyện Wagner tạo phản hay không. Hoạt động của Wagner tại châu Phi, theo ông Lavrov, vẫn sẽ tiếp tục sau vụ nổi loạn. Ukraine chiếm lại nhiều vùng ở Kherson, tạo đào tiến tới Crimea. Thông tin từ các kênh telegram thân Nga cho biết, quân đội Ukraine hiện đã vượt sông Dnipro và chiếm lại lãnh thổ ở tả ngạn tỉnh Kherson, động thái có thể mở đường cho bước tiến tới Crimea. Không có bình luận chính thức nào từ chỉ huy quân sự cấp cao ở phía Ukraine, nhưng các báo cáo gần nhất cho thấy các đơn vị quân đội nước này đang tìm cách khai thác những điểm yếu mới trong vị trí phòng thủ của Nga sau vụ vỡ đập Kharkovka đầu tháng này. Vụ nổ làm vỡ đập mà hai bên liên tiếp đổ lỗi cho nhau đã cuốn trôi nhiều vị trí tiền tuyến của Nga. Quân đội Nga đã di chuyển từ tả ngạn tỉnh Kherson đến vùng Zaporizhia, nơi Ukraine cũng đang tìm cách tiến quân. Một số blogger ủng hộ Điện Kremlin khác cũng cho biết quân đội Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn một số dinh thự mùa hè gần Olasy, thị trấn ở tả ngạn sông Dnipro đã lâu, cũng là nơi hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng sau vụ vỡ đập. Tuy gây thiệt hại, nhưng vụ vỡ đập cũng khiến việc băng qua sông trở nên dễ dàng hơn. Serbia trả tự do cho ba cảnh sát Kosovo Tòa án Serbia trả tự do cho ba cảnh sát Kosovo bị bắt vào hồi đầu tháng. Hành động này diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa hai bên. Tòa cấp cao Serbia xác nhận cáo trạng nhằm vào những người này và ra phán quyết chấm dứt giam giữ các bị cáo. Tòa cấp cao của thành phố Krejcevo của Serbia vào ngày 27 tháng 6 đã thông báo như vậy. Giới chức Kosovo cho biết là đang tìm cách giải quyết nạn buôn lậu tràn lan qua biên giới với Serbia ở phía bắc vùng ly khai. Ông Kerti nói vụ bắt ba sĩ quan cảnh sát Kosovo có thể là hành động trả đũa vụ bắt một thủ lĩnh dân quân người Serbia tại vùng ly khai bị cáo buộc liên quan đến các nhóm buôn lậu. Chính quyền Kosovo đã bác cáo buộc của Serbia, cho rằng là ba cảnh sát này bị bắt cóc. Cảnh sát Kosovo cho biết, các sĩ quan nói trên thuộc đơn vị tuần tra sát ranh giới với Serbia. Họ mất tích sau khi có thông tin về những người đàn ông bịt mặt mang theo vũ khí xâm nhập vào vùng ly khai. Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo leo thang sau khi chính quyền của vùng ly khai quyết định bổ nhiệm thị trưởng gốc Albania ở bốn ở đô thị có đa số người Serbia sinh sống. Người gốc Serbia tại Kosovo tẩy chay cuộc bầu cử địa phương vào hồi tháng 4 tại miền Bắc của vùng Ly Khai, vốn cho phép quan chức gốc Albania kiểm soát các hội đồng địa phương, dù tỷ lệ cử tri đi bầu chưa đến 3.5%. Hoa Kỳ, Pháp và Đức kêu gọi Serbia và vùng Ly Khai Kosovo giảm căng thẳng. Hoa Kỳ cũng chỉ trích quyết định bổ nhiệm thị trưởng gốc Albania của giới chức Kosovo. Liên Âu cũng tổ chức các cuộc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng và hạ nhiệt căng thẳng giữa Serbia với vùng ly khai Kosovo. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.